Thôi giờ để trở lại với chương trình hôm nay, thì như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị là trong cái ngày lễ dỗ thân phụ của phường hôm nay có rất là nhiều anh em đọc giảng viên, như là anh Nguyễn Bé Bảy, anh Nguyễn Văn Lo, anh Vũ, cũng là những giảng viên nổi tiếng trong nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và chúng tôi lúc nãy thì vừa thấy cũng quý vị đọc giảng viên đến từ Chợ Giàm gì đó ha, Đệ Nga, Đệ Hạnh rất là đông. Chút nữa nếu có thời gian thì đến đây gặp gỡ cũng như là diễn ngâm là giáo lý của Đức Thầy. Thì xin thưa cùng quý vị, hiện nay như chúng tôi đã nói, những anh em đọc giảng viên như là anh Lo, anh Bé Bảy thì chúng tôi thường gọi là những chàng trai vàng của vùng xứ đạo quý vị. Nhưng mà thường thường quý vị mình thấy trong cái lực mà bóng đá đó, cái người nào mà đá bóng giỏi đó, nó kêu là chàng trai vàng của bóng đá. Rồi cái người nào mà hát hay nó gọi là giọng hát vàng bên cái lĩnh vực mà nghệ sĩ. Rồi cái người nào mà diễn viên mà giỏi đó, ta kêu là những cái người diễn viên đó ta cũng gọi là những diễn viên vàng. Thì hôm nay những cái người đọc giảng hay cũng gọi là những cái chàng trai vàng trong nền xứ đạo. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ thân phụ của phường, cô bác chúng ta cho đến đây ủng hộ và nghe lại những lời trong đọc đó, và một cái giai đoạn mà cái Đức Thầy chúng ta truyền đạo, thì Ngài có đến nhà thương chợ quán quý vị. Và lúc bấy giờ khi trời trở về đêm, Đức Thầy không có an giấc được vì thương xót tất cả chúng sanh phải cầm lưng trong cái cuộc đời đầy lao khổ. Và có đoạn khác á, Ngài đã cho biết là ta bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng, rất nhiều nhân loại câu quyền bí của Đức dạy đời vạn Á Đông. Và trong khi đó thì Đức Thầy viết rất là nhiều thi thơ giảng kệ, trong đó có một cái bài chính ta Ngài đặt cho cái nhan đời là Tỉnh Bạn Trần Gian. Thì với cái đời này quý vị thấy là Đức Thầy chúng ta đã tu đến cái giai đoạn gọi là phá chấp quý vị. Đức Thầy là một vị Phật mà dám làm bạn với người thế gian, thì đây là một cái câu hết sức là hay và ý nghĩa. Thôi giờ để nghe lại một đoạn trong tác phẩm Tỉnh Bạn Trần Gian, kính mời toàn thể quý cô bác chúng ta ủng hộ cho chàng pháo tay. Ô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăng loạn hài xác thân, chuông lành buông tiên dòng bọn ngân. Cương thường gánh nặng trái dình tròn, tơ tóc dài quằn gái diện phân. Nở nước văn chương toan bảo đáp ơn nhà, nở nước quyết đền ân. Khuyên người trí sĩ mau mau tình, giấc mộng nam kha chôn thể trần. Trần tạm giả gác đời ta, lướt hồi sông mê khỏi ái hàng. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân lý nói đường sang, ảo thuật tà tâm
kim nèo ra. Long lanh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ai dục biết tài quá. Tài quá cho lâm lâm nàng tay, chỉ là phong trần chôn gốc gai. Nếu đã tình tâm tâm lẻ thân, cùng nên rèn tanh gấp đàn ngay. Sân si phòng có điều thiên bằng, nhận nhìn ắt không chuyện kéo dài. Tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan xâm sự dứt trần ai. Trần ai chỉ có thủ không mì lưu, trận đấu thành ra mài quán cường. Chúng cuộc chi mang câu thật dòng, sống đời ghi chất mỗi sầu ương. Có kim mãi tạo nhiều quyền bí, lão âu xoay dần lắm mèo. Cùng chẳng cướp sông quyền gió trôn, mà còn đeo đắm thổ phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa nhà biên nên kẻ cung nàng. Ngày đơn đến đi đâu kéo ngược, năm về chẳng ngừng ngang. Tôi già thân yêu đã sầu cam, tóc bạc mình che lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mong quyền,
tự thần sửa soạn kéo vào quan. Kéo vào quan quách biết bao cảnh sống xâm dày phòng mây mưa, lâm lục đua chen vui lần dần. Nhiều khi dùng dây khóc pha tuồng đời chút ngót cho sông tiên, cuộc thế trao dồi mượn tất hơn. Nín thở nằm ngay không cửa quay, xót thương con trẻ khóc đôi lần đôi lời kể lại nỗi hàng quyên mà lớn chay to phi lầm tiền. Tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm như hoàng thiên. Thiên đường siêu thoát thời thống ta, địa ngục trầm luân ác đạo đi. Nên chọn một nơi thanh tịnh này, dứt trần bất nhiễm mới là y. Mới là yên ổn lánh trần gian, chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn. Diệu pháp truyền thân vô sự thế, quyền thông qua kiếp chẳng lo toan. Tâm linh mắt thánh xem ba cội, tánh hiền tai thần lòng bốn pha. Phổ tế chúng sanh quá bể khổ, Di Đà miệng niệm lanh trần gian. Trần gian khói lửa giới đau binh, chưa
Phật sớm bày phép hiện linh. Cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Việc nàng tu dị hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cay đắng. Do cuốn trần gian nỗi bất bình, tính nữ thiện nam dình mối đào. Dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh mà chiều lúc nàng tan, dầu có gian nan và chớ này vàng đá bao phen cơn nước lượng chỉ thao lắm chuyện lúc non. Bền gan chờ đợi ngày xuân hiệp, rằng chỉ trong mong bữa tiệc thiên địa tuần hoàn gớm một mối. Phàm trần diện kiếp kiến bồng lai. Nam Mô A Di Đà. Thay mặt toàn thể chúng vị đồng đạo nơi đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ba đọc giảng viên đã ngâm lại bài Tỉnh Bạn Trần Gian của Đức Thầy đã sáng tác tại nhà thương Chợ Quán. Thì xin thưa cùng quý vị, khi nghe đến cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian này thì chúng tôi bỗng nhớ đến một cái vị đồng đạo gì cũng ở trong địa phương. Khi mà ông ta đau bệnh đến cái giai đoạn gọi là hấp hối đó quý vị, thì cái yêu cầu cuối cùng của đời ông đó là ông yêu cầu người thân bắt cái bài mà Tỉnh Bạn Trần Gian cho ông nghe quý vị. Dường như lúc đó ông đang cảm nhận được những cái lời lẽ, những cái nghĩa lý mà Đức Thầy chúng ta đã nói. Như Ngài nói cái câu là chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, trong đời quy chất mối sầu ương. Thì dường như là ông đã cảm nhận được những cái lý lẽ đó, cho nên trong cái giây phút sau cùng cuối đời, ông ta lại yêu cầu người thân là phải bắt cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian cho ông nghe. Thì mình thấy hôm nay chúng ta rất là ma duyên được ngồi đây và được nghe lại những lời châu ngọc của Đức Thầy. Cho nên người xưa đã từng cho biết đó là nhược nhân sanh bách tế, bách kiến sanh diệu pháp, nhược nhân sanh nhất nhược nhi đắc kiến liễu chi. Có nghĩa là nếu một người sống 1000 tuổi đi nữa mà không có gặp Phật Pháp thì không bằng sống 1 ngày mà được thấy rõ vậy. Mà hôm nay Ma Duyên Thai chúng ta lại sống cả đời tại miền Nam nước Việt, lại gặp Đức Thầy chúng ta là một vị Phật ra đời tại miền Nam. Thời mai có Phật lâm phàm, hữu duyên sanh chúng mà miền Nam được gần. Cho nên xưa kêu nói về cái lịch sử Phật giáo thì ông lão sĩ A Tư Đà là một vị tiên quý vị, nhưng mà khi xem thái tử của Sĩ Đạt Ta xong thì ông ta mới rơi lại. Thì ông than rằng mình cảm thấy tuổi già sức kiệt, không thể nào sống sót để chờ nghe Phật hổ truyền chánh pháp một ngày kia, do đó mới đầm đìa bao giọt thảm. Vậy thì ông lão sĩ A Tư Đà là một vị tiên mà không nghe được lời của Phật còn phải khóc. Hôm nay chúng ta là người mình phàm xác thịt mà lại nghe được những lời châu ngọc của Đức Thầy, đó là một cái điều hết sức là phước báo và lớn lao. Vậy thì giờ đây để tô đậm thêm những cái lời châu ngọc của Đức Tôn Sư
Chúng tôi xin trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Úc Hương sẽ đến đây gặp gỡ cũng như là tâm sự cùng quý vị trong cái ngày lễ dỗ, để nói lên những cái mầu nhiệm, những cái thiêng liêng, những cái sâu sắc mà Đức Thầy chúng ta đã gửi gắm cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và cho thế giới Nam Châu. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Trân Hương. Thì xin thưa cùng quý vị, trong khoảng thời gian gần đây thì Úc Hương cũng có cho ra đời rất là nhiều địa chỉ đi như là tu trì, tu hành, rồi tu tâm, nói chung hay là đề tài mùa xuân rất là nhiều. Thì không biết hôm nay nhân ngày lễ dỗ Úc Hương sẽ gặp gỡ cùng quý vị qua cái chủ đề gì. Thôi bây giờ mình giới thiệu trước rồi biết sao. Thôi trước khi gặp gỡ Úc Hương, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho chàng, pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đệ Từ Kim Sơn Phật. Thì lời nói trước tiên của chúng tôi như thường lệ, trong mỗi lần được gặp gỡ quý cô bác anh chị em trong tinh thần Phật Pháp, chúng tôi xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể quý cô bác anh chị em đang có mặt trong hội trường kính mến. Thì kính thưa tất cả quý cô bác anh chị em, hôm nay thì giới thiệu Đệ Hường lên đây để gặp gỡ quý vị, cô bác mình nghe có ngạc nhiên không? Bởi vì thường thường mà đám dỗ đó là chủ nhà là chỉ được phép cảm tạ thôi. Cho nên con nghĩ là giờ này đó là con lên đây để cảm tạ tất cả cô bác anh chị em mình đã không quản cái đường xá xa xôi cũng như ngăn sông lộ cách, tạm gác đi công việc gia đình hay là công việc Phật sự. Quý vị đã lặn lội từ xa trở về đây để mà tham dự ủng hộ trong cái ngày dỗ hôm nay. Chúng tôi rất lấy làm cảm kính. Thì như vừa qua cô bác anh chị em mình đã nghe đại mãi sơ lược, tức là trong cái ngày dỗ hôm nay tuy không phải là đông có lắm, thì khoảng vài trăm người, nhưng mà cũng được sự có mặt tham dự của tất cả cô bác anh chị em ở các nơi, nào là ở Đồng Tháp và địa phương của Đại Hường, rồi ở An Giang, rồi ở Kiên Giang, rồi ở Vĩnh Long, rồi ở Sài Gòn. Và đặc biệt nữa là hôm nay cũng có đồng đạo chúng ta từ ở hải ngoại, tức là nói gần nói xa, không qua nói thật, tức là cô Hương đó, quê ở tại Kiên Giang nhưng mà cô là cái người Việt Kiều nhiều năm ở ngoài nước ngoài, và hôm nay về quê hương trong cái nhân dịp là đám dỗ gia đình của Đại Hường, và cô đã đến đây tham dự. Thì thôi sớm giờ nói mà không biết cô là ai, cô bác mình có muốn biết đồng đạo hải ngoại không? Vậy thì xin mời cô vui lòng đứng lên để cho đồng đạo mình được làm quen cũng như là được biết đồng đạo mình ở xa xôi đó. Thì thôi nhân đây thì cô có thể tới đây nói một vài lời để chia sẻ với bà con mình đi ha. Dạ dạ. Thì cô bác mình biết là Phật giáo Hòa Hảo bây giờ cũng có mặt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ đó, có rất nhiều đồng đạo cũng như có được nghe băng đĩa của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Anh với đồng đạo mình nè. Dạ. Dạ thì cô nói cái gì, mình hôm nay mình đến đây thấy hoàn cảnh sao sao đó, cái cảm nhận như thế nào, cô ở ngoài đó có được cái không khí giống như vậy hay không, rồi về đây thấy như vậy có muốn ở đây luôn không? Mong quý bà con chú bác và đồng đạo cũng thông cảm. Thực ra thì ở bên đó cũng có đi trong các cái hội quán ở bên đó, thì thực ra mình những lúc mà có lễ lớn thì cũng rất là đông, nhưng mỗi tuần thì về sinh hoạt một lần một vài chủ nhật. Thì khi cuối tuần á thì người ta bận gia đình ít có khi tới, nhưng mà những cái đồng đạo mà thường xuyên á thì cũng mới vài chục người, thường xuyên thường khoảng 100 người, tuần lễ thì rất là đông. Rồi những người đồng đạo bển người ta nghe được chữ đăng giữa bên đây đem về bển đó, thì người ta rất là hâm mộ, thích. Lắm lúc những người ngoại đạo người ta cũng tìm tới Phật giáo Hòa Hảo của mình. Thì
thì chỉ nói những cái lời để chuyển lại rằng cái đạo của mình ở bên đó cũng đang được những người ngoại đạo người ta tín ngưỡng lắm. Thì hôm nay nên việc về nước để viếng gia đình thì cũng rất mong tới đây thăm vợ chồng của tôi hiền và cùng các bà con ở đây để học hỏi thêm cái sự tu hành ở bên nước nhà mình như thế nào để mà về bên đó mình thực ra thì mình đạo thì đạo Phật gốc của ông bà, nhưng mà cách tu trì theo của Phật giáo Hòa Hảo thì mình cũng chưa có thông thạo lắm, mình mong quý bà con cũng bỏ qua. Lời sau cùng thì hôm nay có việc về dành cái ngày lễ dỗ của cha của bà Hiền, hai nữa là giờ đến đây kiếm bà con cô bác, và lần sau cùng là cũng chúc cho các bà con cô bác của đồng bào của mình ở đây rất bền tâm để mà giữ vững niềm tin. Và mình có là theo cái sự hiểu biết thì nói là chờ thầy ngài trở lại chứ đừng có phải ngã ngang thì uổng lắm. Thôi thì con cũng chúc sức khỏe với tất cả bà con của mình ở đây. Con không biết nói luôn lắm. Nhìn bà con ở đây thì rất cảm động lắm. Dạ. Thôi thì đây cũng như là nói là chia tay. Dạ. Rồi già ngày nữa thì cũng giờ thì kính thưa cô bác anh chị em, vừa qua là cái lời chia sẻ của cô Hương, tức là một đồng đạo chúng ta mặc dù ở xa xôi nhưng mà có duyên thì ngàn dặm cũng gần. Dù cô chia sẻ cái khoảng thời gian cũng ngắn gọn nhưng mà cũng nói lên cái niềm thương mến xuất phát từ đáy lòng đối với đồng đạo chúng ta, và đồng thời đặc biệt là có gửi gắm chúng ta là hãy cố gắng thương yêu bảo vệ cùng với nhau, đừng có để ngã ngang. Ở xa mà tôi còn quan tâm vậy đó, thấy không? Mà mình ở gần không quan tâm là rất là buồn. Thì thưa cùng cô bác anh chị em, đúng như câu người xưa cho biết là mình tiến tới đó cho người sau tiến tới, mình thành công cho kẻ khác noi gương, mình chậm chân hành đạo mãi lương thương, mình sa ngã là khiến người trong vào thối chí. Vậy thì đồng đạo chúng ta sống với nhau, tu tập cùng với nhau, tức là chúng ta là bạn đồng tu, hay nói từ khác là bạn đồng môn. Thì mỗi một cái thành công của người đồng đạo chúng ta là một cái niềm khích lệ cho mình, mà mỗi cái không hay của đồng đạo chúng ta là cái điều làm chúng ta mất tinh thần. Cho nên chúng ta trợ duyên cùng với nhau, bảo vệ cùng với nhau để cùng tu tiến, thì chúng tôi nghĩ điều này Đức Thầy chúng ta rất là vui của bác anh chị. Bởi vì quý vị mình đã nghe Đức Thầy chúng ta dặn trong điều Trung Tâm thứ 8 là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, và điều đặc biệt là phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chính vì lý do đó mà cô bác mình biết là tất cả những nơi tổ chức chương trình đạo tràng hay là chương trình đám dỗ, chương trình niệm Phật không ngoài mục đích là để cho đồng đạo chúng ta ngày càng củng cố niềm tin hơn. Ví dụ như có người ta nói bây giờ mình tu Đức Thầy nói Phật tại tâm chứ có đâu xa, giờ ở nhà mình tu với tâm mình được rồi, hả cái xúm nhau lại làm gì, mất thời gian này kia. Nhưng mà nếu nói như vậy đó, cô bác mình thấy là đâu có trợ duyên được cho người mới đâu. Ví dụ như những người đã hiểu biết rồi thì một mình vẫn tu được. Giống như các vị thiền sư ngày xưa đó, người ta chỉ nhìn cái lá cây rơi là các ngài đã giác ngộ rồi. Tức là lá cây nó trước kia nó cũng xanh, sau này nó già, nó cỏ nó phải rơi, thì thân con người cũng vậy thôi. Nhưng mà trong chương trình tu học thì có người mới, người cũ, có người yếu, người mạnh. Cho nên chúng ta trong những cái buổi mà hội họp trao đổi thế này là nhằm mục đích là chúng ta trợ duyên cùng với nhau. Bởi vì câu người xưa cho biết là cao sơn tư thạch cộng mà cao đạo trợ duyên giao. Núi cao nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ. Thì thưa cùng quý vị, hôm nay các
cái thời gian cũng rất là gấp rút. Thì cô bác mình biết trong những cái năm trước đó, thì trong những ngày giỗ thân phụ đại hương thì cũng có các anh em tu sĩ là những vị giảng viên từng là bạn, là những người đồng hành trên bước đường tu học của đại hương đến đây để mà trước là tham dự đám, sau đó là đến đây để mà chia sẻ Phật pháp cùng quý vị. Nhưng mà vì cái vấn đề pháp lý hay là vì nhiều lý do mà hôm nay các anh em giảng viên kỳ cựu ấy không có trở về đây để mà gặp gỡ cô bác anh chị em. Mà hôm nay cũng có được một cái nhân duyên, tức là có các vị học giảng viên như thế Bảy Đệ Lo hay Đệ Đặng hay tất cả các vị khác, và đồng thời được giáo nguyên đến đây để mà chia sẻ cùng cô bác anh chị em mình, thì con thấy là vậy con cũng nhẹ nhẹ phần nào rồi. Cô bác mình thấy sớm giờ đủ vốn chưa? Rồi vậy thôi con ngưng nha. Nó tại vì á, cái vùng trên mình ít có dịp đám dỗ lắm, ít có dịp nghe đạo lắm, cho nên lâu lâu bữa nào lời cho lời to bữa để lỗ lại cả năm lận. Dạ thì thôi, chính vì cái ý kiến đó mà con cũng cố gắng. Thì thưa cùng quý vị, thường trong những năm trước á, thì trong cái ngày đám dỗ đó là con chỉ được nói chuyện khoảng 15 phút là cái lời nói cảm tạ đối với tất cả cô bác anh chị em, tức là quý vị mình vì cái tinh thần đồng đạo, vì cái tình nghĩa thắt chặt nhiều ngày trong cái nhân duyên Phật pháp, và cô bác mình đã đến đây để tham dự. Cho nên bổn phận đại hường thì mỗi khi đám dỗ thì ít nhiều đại hường cũng có một vài lời để mà cảm tạ thôi, chứ ít có dịp mà đến đây để mà chia sẻ cùng quý vị trong tinh thần Phật pháp. Nhưng mà như vừa rồi đại hường đã nói, vì lý do hôm nay không có được các vị giảng viên trở về đây nhiều để mà trao đổi cùng quý vị, mà chúng ta thấy là trong một cái buổi đám dỗ như thế này thì tổ chức của bác mình biết thật ra là hôm nay khoảng một tháng trường con ăn ngủ không có yên, lo mời rồi lo sắp xếp tất cả mọi công việc, mà cái công cực khổ của con như vậy đó mà quý vị mình tới đây đó chỉ ngồi nghe được có một tiếng đồng hồ à, thì nó không có xứng. Cho nên phải cho quý vị mình nghe khoảng chừng 4 tiếng vậy đó. Bữa nay ăn ngộ quý vị mình chịu không? Tức là phải tới 12 giờ. Mà thì cô bác ở nơi năm nào đám dỗ nhà con cũng vậy, có người đi lần thích là đi nữa, có người đi lần không đi nữa. Sao kỳ vậy? Cái người nào mà tinh thần mạnh mà ngưỡng mộ Phật pháp đi lần nghe nói 3-4 giảng viên quá ham, năm sau tôi đi nữa, bị nói đạo từ 8 giờ tới 12 giờ. Còn người nào mà tinh thần Phật pháp yếu yếu đó thôi, lỡ vô đây rồi không lẽ rút ra, cho nên đi ngâm một tẩn năm sau không có đi nữa. Cái con mời cái con nói ủa năm nay sao thấy không anh không đi đám, bộ bận công việc gì không đi. Nó không phải bận gì hết trơn á, nó không bận sao không đi, không bận công việc sao không đi. Nói công việc thì không có, nhưng có một cái lý do mà tôi không đi. Hỏi lý do gì? Nói đói bụng chịu không nổi. Gì đâu mà nói chuyện tới 11, 12 giờ. Ý là sáng năm trước tôi biết trước rồi đó, tôi ăn sớm rồi đó mà cũng bị không nổi à. Nhưng mà cô bác mình ơi, hôm nay mình đã tu hành rồi đó, thì cô bác mình biết là chúng ta lâu lâu mới có một kỳ à, năm thở 10 thì mới có một khi. Thật ra đó có khi con cũng ngại lắm cô bác anh chị em mình, bắt quý vị mình ngồi đây mấy tiếng đồng hồ. Mà ngày xưa đó thì thân phụ của con cũng không phải là một cái vị mà tu hành cao siêu gì. Thật ra nói đây con cũng rất là buồn, thân phụ của ngày xưa là một cái người rất là bình thường. Gia đình con thì ông bà cũng có quy y theo Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà quy y cũng có giữ nguyên tắc vậy thôi. Còn cái vấn đề hành đạo như cô bác mình thì thật sự mà nói gia đình ông thân phụ của ngày xưa chưa được như vậy. Hơn nữa là gia đình của ngày xưa đó là con rất là đông, tới 7 người anh em, mà gia đình rất là khổ. Vì vật chất cũng khổ mà tinh thần cũng kém luôn. Tức là thiếu thốn về vật chất mà kém cỏi về tinh thần. Y như câu thầy nói là sao? Nghèo bạc vàng mà đạo đức cũng nghèo. Phải nghèo bạc vàng mà đạo đức giàu nó cũng vớt lại ai về đi luôn hai hàng trơn. Bạc vàng cũng không có mà đạo đức cũng không có, cô bác anh chị. Và chính vì đồng tiền manh áo, vì cái cuộc sống, vì lo cho đàn con mà thân phụ con phải vất vả. Cho đến năm chỉ có 56 tuổi thôi là đã lâm một cái căn bệnh rất là nặng và đã qua đời năm 56 tuổi. Biết là theo ở thế gian là chưa có được thọ nữa. Tức là cái người sống ở thế gian là phải từ 60 tuổi trở lên mới được thọ quý vị. Tức là 60 là hạ thọ, mà thân phụ con chưa có thọ nữa, mới có 56 tuổi thôi là đã từ bỏ thế gian. Trong khi đó là chưa có được dịp tu tập nhiều, chưa có dịp mà trao dồi tu tập tâm linh để cho nghiệp tội của mình nhẹ đi.
để cho cuộc sống duy trì, để cho Phật Pháp ngày sau rạng ngời. Nhưng mà vì tạo quá trớ trêu, vì tình đời ngang trái, thân phụ con đã phải lìa bỏ khỏi đời. Lúc đó con chỉ mới 20 tuổi thôi, cô bác anh chị. Nhưng mà quý vị mình ơi, mặc dù thân phụ ngày xưa chưa có tu được, nhưng mà rất là mộ đạo. Là sao ạ? Hôm nay mà con được hành đạo như thế này là con cũng nhờ một phần trợ duyên rất là lớn của thân phụ con. Vì ngày xưa quý vị mình biết là khi con tu cũng gặp rất là nhiều nghịch duyên trong gia đình, thì có người chịu người không, nhưng mà thân phụ con lúc nào cũng ủng hộ. Có một lần đó con đi thốt nốt với mấy anh em về đó quý vị mình ơi, cái mấy anh em thì tu trước rồi, ai người ta cũng có cái đầu tóc hết trơn á. Lúc đó con mới tu, con chưa có cái thân phụ con nói sao con không để tóc như người ta đi. Mà lúc đó con ham thấy ghê, mà tính hỏi sợ không cho. Mà nghe nói vậy con mừng, phải nói là không biết nhiêu mà nói. Thành ra hôm nay con mỗi lần con bới tóc, con nhớ cái thân phụ con, nhờ thân phụ con mà con có cái đầu tóc. Thành ra con nghĩ là cha mẹ mình cũng ủng hộ rất nhiều trên tinh thần Phật Pháp, không phải? Vậy thì hôm nay trong mỗi khi mà đến ngày giỗ, thật ra quý vị mình đến đây tham dự ngồi nghe đạo hay là cầu nguyện, con thấy là con sợ có lỗi là bởi vì sợ rằng thân phụ của mình cũng không phải là một cái bậc tu hành đức độ mà bắt cô bác anh chị em đồng đạo phải xa xôi cực khổ để về đây để mà giữ ngày giỗ. Dù giống như Đức Thầy là một cái bậc mà đạo đức thành Phật hay Phật sống, hay là những cái vị mà cao cả đó, thì đến cái ngày giỗ của thân phụ như Đức Ông Đức Bà hay những vị khác, chúng ta cực khổ là điều đó là dĩ nhiên rồi. Còn đối thân phụ con là người bình thường mà cô bác anh chị em mình lại nhiệt tình như vậy, thì con thấy chắc mình phải tu dữ lắm để mà đền đáp được cái công ơn của tất cả cô bác anh chị em. Thì thưa cùng cô bác anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta có hai điều mà chúng ta không thể quên được, đó là cha và mẹ. Thì cha và mẹ là những người đã cực khổ, đã cưu mang cho chúng ta từ lúc sơ sinh cho tới khi chúng ta khôn lớn. Trong đạo học dạy về luân lý, nghĩa mẹ thì được ví biển đông, còn ơn cha lại sánh tương đồng như núi Thái mênh mông cao rồi. Phận làm con phải nên tự hỏi, phải đáp đền ơn ấy hay chăng, để một khi cha mẹ biệt dương trần, không có dịp trả ơn cho cha mẹ. Cô bác anh chị em mình đã từng nghe những câu: ngó lên nhan tắt đèn lờ, nhớ thương cha mẹ bây giờ còn đâu, ân dài nghĩa nặng tình sâu, dưỡng nuôi con trẻ mà mau lâu chẳng nài. Vậy thì hôm nay đó, tất cả cô bác anh chị em chúng ta vì tinh thần Phật Pháp mà đến đây tham dự cái sự cực khổ, cái công của bác anh chị em mình rất là lớn, con không thể nào mà dùng ngôn ngữ và lời lẽ để mà tán thán cũng như cảm tạ cho hết được. Nên một lần nữa con xin nghiêng mình nhận lãnh và cảm tạ cái tấm chân tình cao cả mà tất cả cô bác anh chị em mình đã dành tặng cho chúng tôi trong ngày giỗ hôm nay. Và để đáp lại trong cái tinh thần Phật Pháp, thì khoảng thời gian còn lại để Hường xin phép được chia sẻ cùng tất cả cô bác anh chị em mình trong cái đôi nét đạo đức. Vì chúng ta dùng cái tinh thần Phật Pháp để mà trả ơn cũng như là làm bổn phận cùng với nhau. Ví dụ như quý vị mình thấy ngoài thế gian đó, người ta có vật chất thì người ta đem vật chất để mà người ta đền ơn. Còn con giờ không có vật chất, cho nên là con đem tinh thần để mà đền ơn tất cả quý cô bác. Bởi vì cô bác mình biết là thường thường cái người tu sĩ đó là luôn luôn lấy cái sự nghiệp, lấy cái trí tuệ để mà làm sự nghiệp của mình. Cho nên mỗi khi quý vị mình vào chùa, quý vị mình thường thấy những câu sao: sự nghiệp là trí tuệ, cực lạc là gia hương. Tức là cái người tu chúng ta mà quyết lòng giải thoát là chúng ta lấy cái trí tuệ để mà làm sự nghiệp. Còn quê hương chúng ta là nơi Tây Phương cực lạc, như hồi sớm vậy mình nghe cháu Phước Nguyên đã trình bày về cái đề tài là ý nghĩa niệm Phật. Có nhiều cái lợi ích mà cuối cùng là chúng ta phải quyết định là phải giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Trên hôm nay Đại Hường chỉ đem cái tinh thần, tức là với cái sự hiểu biết tu học trong thời gian qua của mình, để gửi gắm tất cả cô bác anh chị em mình, để gọi là cảm tạ cái thâm tình mà tất cả cô bác anh chị em mình đã dành tặng cho chúng tôi trong ngày giỗ hôm nay. Thì thôi bây giờ Đại Hường sẽ trình bày thêm một cái tiết mục nữa, thì quý vị mình có ý kiến gì không? Tức là Đại Hường sẽ tự thiết, hay quý vị mình có muốn là chúng ta nêu lên câu giảng để cho con trình bày không? Thì theo ý kiến của quý vị, tức là Đại Hường sẽ tự trình bày, chứ không có nghi vấn, tức là không có nêu lên câu giảng.
Thì bây giờ thời gian cũng đã gần 11 giờ rồi, tức là cả khoảng 10 giờ rưỡi rồi. Thì con sẽ trình bày cũng diễn qua khoảng 11 giờ, hơn 11 giờ mình cúng xong cái đúng 12 giờ cái ngay ngọ luôn. Dạ. Và bữa nay có cái đồng hồ này cũng trợ duyên cho con, nói hoài cũng còn y thinh 10 giờ. Cho nên nói 2 tiếng cũng không sao. Bởi vì mình nhìn đồng hồ thì nó mới có 10 giờ, còn sớm. Thì thưa cùng quý vị, thì thôi bây giờ theo ý kiến của cô bác mình là con sẽ tự thuyết, thì con xin phép được chọn ra một cái chủ đề. Thì thật ra quý vị mình biết là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trong những năm gần đây là có rất nhiều những chú bác huynh đệ anh em giảng viên, rồi những đứa em tiểu nhí cũng cho ra đời rất là nhiều cái đề tài được thiết yếu trong giáo lý thầy, cô bác anh chị em mình cũng đã từng nghe và văn lẽ chúng ta cũng đã từng xem ở gia đình. Nhưng mà hôm nay đến trong những ngày giỗ hay những ngày nơi đạo tràng thì chúng ta đều phải gặp gỡ, mục đích là sưởi ấm lại. Giống như bên đạo Phật của bác mình biết là mỗi một tháng như vậy là các vị sa tỳ kheo đó là phải tụng giới, quý vị mình mặc dù giới đã thuộc rồi nhưng mà tháng nào cũng phải tụng hết để cho thâm nhập, để cho chúng ta không bị lơ là, không bị sao lãng. Thì chúng tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta nghe đạo cũng là một cách tu của bác anh chị mình. Vì của bác mình biết trong cái cách niệm Phật nó có 3 phần. Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng. Niệm Phật tức là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm bài Tây Phương Phổ Độ. Niệm Pháp tức là cô bác anh chị mình nhớ tới cái lời dạy của Phật hay là cái lời dạy của Thầy, đó là chúng ta niệm Pháp. Niệm Tăng là chúng ta nghĩ đến cái điều chân chánh, gọi là niệm Tăng. Bởi vì Phật đó là giác ngộ, mà Tăng Pháp đó là chân chánh, mà Tăng tức là thanh tịnh. Tức là chúng ta nghĩ đến những cái điều giác ngộ, những điều thanh tịnh là chúng ta đang niệm Pháp và niệm Tăng. Thì hôm nay quý vị mình ngồi đây, quý vị mình nghĩ đến cái điều chân chánh là quý vị mình niệm Tăng. Và quý vị mình nghe lại cái lời Phật Thầy do anh em nhắc lại là quý vị mình đang niệm Pháp. Cho nên lời không mà đừng sợ, ngồi tới 12 giờ cũng không có lỗ đâu. Thì thôi bây giờ con xin phép được gửi đến quý vị mình qua một cái chủ đề được mang cái tên đó là nợ đời va trả. Quý vị có nghe lần nào chưa? Thì vừa qua đó quý cô bác mình đã nghe cháu Phước Nguyên trình bày về cái đề tài ý nghĩa niệm Phật, hay là trong cái tinh thần mà hành tịnh độ để chúng ta vãng sanh, đó là cái đề tài đó là đi vào cái cuộc đời hành đạo của tất cả con được bắt cho mình. Vì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay là nói chung những người Phật tử vào thời kỳ này là đa số chúng ta đang hướng theo chương trình tịnh độ. Tức là cái pháp môn tịnh độ bây giờ rất là thịnh hành. 10 người tu thì trong đó đã có hết 99 người, 9 phần 9 người là đã theo tịnh độ rồi. Chỉ còn một phần tử nào đó là theo thiền tông, tức là lối tu tự lực. Còn đa phần là chúng ta phải theo tịnh độ, tức là lối tu tha lực để mà cầu vãng sanh. Thì cái đề tài của giáo Phước Nguyên vừa rồi cũng rất là phù hợp với căn cơ cũng như là cái hoàn cảnh của người tu hiện nay. Thì hôm nay cái đề tài của con là nó có cái tính cách là áp dụng trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta. Tức là trong cuộc sống này chúng ta tìm hiểu xem mình sanh trên cuộc đời này là chúng ta có từng bị nợ, đòi nợ, hay là chúng ta có từng bị thiếu nợ hay không? Thì cái chữ nợ là gì? Cái chữ nợ này đây là theo cái từ ngữ của ngoài thế gian á, là cái sự thiếu mắc, cái sự vay trả cùng với nhau. Nó không phải là từ ngữ Phật học. Mà từ ngữ Phật học nếu mà chúng ta đem để mà cọ sát á, thì nó giống như là cái nghiệp quả mà đạo Phật đã từng chỉ dạy chúng ta. Tức là bên đạo Phật dạy là cái người tu mình mà khi chúng ta mắc nghiệp quả rồi thì chúng ta phải trả vay. Còn ở ngoài thế gian mà chúng ta mắc nợ rồi thì chúng ta cũng phải bị đòi hay chúng ta phải trả. Mà hôm nay bước vào trong cái lĩnh vực tu hành, Đức Thầy chúng ta xuống thế gian này đó, Ngài đã xác định một câu là Ngài sẽ dứt nợ cho mình. Chứ này là mình không còn thiếu nợ nữa. Câu nào? Nợ hồng trần túc trái tiền kiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Cho nên Đức Thầy biết là tất cả thế gian đó ai cũng đều đang mắc nợ. Ai cũng mắc nợ. Không có nợ thì sao có mặt ở đây?
mà Đức Thầy xuống thế gian chiến này là Ngài xác định là ta quyết dẹp cứu nàng Dương Thế. Chuyến này là Đức Thầy tìm cách để mà tháo nợ cho mình. Nhưng mà không biết mình có chịu nghe hay không. Mình mà chịu nghe là mình mới hết mắc nợ, hết thiếu nợ. Còn mình không chịu nghe là cứ thiếu nợ hoài. Tu tới giờ này mà lâu lâu còn bị người ta khiều, lâu lâu còn bị người ta chọc mà khóc, đó là nợ còn. Phải không các anh chị em? Vì vậy mà hôm nay đó là chúng ta tìm hiểu cái chữ nợ đây đó, nó có hai phần. Một, nợ sự và nợ lý. Nợ sự tức là nợ của thế gian, chúng ta thiếu nhau về tiền bạc và vật chất, đó là nợ sự. Mà con nghĩ thường thường ở trên đời này đó, cái đối tượng nào là hay thiếu nợ của bác mình? Trả lời thật coi. Đối tượng nào là hay thiếu nợ? Thiếu nợ tiền á, nợ vật chất á, chưa nói tới nợ lý. Ở đây quý vị mình có từng thiếu nợ không? Có hả? Rồi có từng đi đòi nợ không? Có luôn hả? Thiếu cũng có mà đòi cũng có. Vậy thì chúng ta xác định là trên thế gian này ai cũng phải mắc nợ hết. Nhưng mà cái đối tượng mắc nợ nhiều nhất là ai? Là cái người nghèo. Ở trong 8 điều khổ, mà cái điều khổ thứ 8 đó là ưu sầu lo ngại, Đức Thầy đã xác định là đoạn thứ 8 ưu sầu lo ngại, cuộc tan thương biến cải cảnh trần. Nhận sao nhắc con coi. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đôi liễu cơn nhà rớt, buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bán kinh cười. Đó là cái đối tượng hay mắc nợ nhất là người nghèo. Vì trên đời này mà những người có gia đình đó, người ta có ba cái khổ á. Một là vợ dại la cà, thứ hai là nhà dột, thứ ba là nợ đòi. Nợ đòi người ta sợ lắm, có phát anh chị em. Quý vị mình hồi đó giờ có từng bị người ta đòi nợ chưa? Có lần nào bị người ta đòi nợ mà ta siết không? Vậy hả? Có phải không? À, vậy thì chúng ta đã từng gia vào cái hoàn cảnh này rồi. Rồi thêm một cái ý nữa đó, thường thường những cái người mà thiếu nợ đúng vậy mình ơi, nhất là cái lúc nào mà ta đòi gấp nhất gì mình biết không? Lúc nào mà ta đòi nợ gấp nhất? Yeah. Bây giờ mình nói theo giáo lý thầy, cái lúc mà người ta đòi nợ gấp nhất là lúc đó Tết đó. Bây giờ thường thường mấy cái công việc làm ăn Tết là người ta phải đi thu tiền, có không có thì phải lo trả, chứ thôi ngày mùng 1 tới nhà là nguy hiểm. Tết là ta đòi nợ gấp lắm cô bác mình. Cho nên Đức Thầy nói câu nè: Tết Tết cùng năm tháng hết mà thân phận công nợ chạy bôn ba, hẹn mai hẹn mốt giờ khai hạ, con đòi ao tột rồi chàng ta. Giờ lúc Tết người ta đòi nợ gấp lắm. Với mấy người nghèo mà tới Tết nó cũng khổ dữ lắm. Khổ làm sao, có con mà đông cái Tết tới cái mai đồ. Phải không cô bác anh chị em mình? Đứa thứ hai nó đòi siêu, đứa thứ ba cũng đòi siêu, tới đứa thứ tư cái mẹ nó hai đứa kia đòi siêu, tới con đòi siêu nữa chắc mẹ xỉu quá. Vì Tết không có tiền trả nợ mà ở đó mà siêu sớp gì nữa cô bác anh chị em. Cho nên hôm nay đó chúng ta hiểu là cái đối tượng mà mắc nợ nhiều đó là người nghèo. Cái người nghèo là hay mắc nợ lắm. Mà giờ nghe nói người giàu cũng mắc nợ nữa. Người mắc nợ làm sao? Tại vì giàu muốn giàu thêm. Bây giờ có 1 tỷ rồi vay thêm 500 nữa đặng mà đầu tư làm ăn. Ra thiếu nợ nữa, không phát anh chứ. Bây giờ có 1 tỷ làm ăn không đủ, phải thêm 500 nữa. Phải đi vay ngân hàng.
còn gấp rút của Wi-Fi ở ngoài 20 bạc 20 là đó cũng là chúng ta đi rơi vào hoàn cảnh là mắc nợ. Mà mắc nợ dễ tu không quý vị? Dễ tu không? Nói nào ngay, nói gần, nói xa, hôm qua nói thật, con cũng bị mắc nợ một vài lần mà nhỏ nhỏ thôi mà con thấy khó tu, thấy sợ. Đang cúng, đang niệm Phật, không biết ta lợi rồi giờ nào. Thành ra tu đừng để cho mắc nợ cô bác anh chị em. Mắc nợ rồi khó tu lắm cô bác anh chị em. Mà con hay kể câu chuyện vui vui mà có cái bà đồng đạo bà bị thiếu, bà bị người ta đòi nợ, bà có cái bí quyết á. Quý vị muốn nghe bí quyết này không? Có bí quyết này đó là người ta không có siết nợ mình. À, tức là tới giờ người ta lại đòi nợ, bắt bà ngồi niệm Phật hoài. Kể vậy mình nghe lần đó có cô đồng đạo này nè. Cái cũng thiếu nợ mà đòi vài lần rồi mà cái cô kia cũng đồng đạo. Cho nên bà nể tình. Bà nói thôi, người ta làm khó người ngoài chứ ai làm khó đồng đạo. Đòi hai ba lần rồi mà bà cũng không có trả. Cái bà cũng nói lại mà thường thường ông bà mình nói bắt quá tam không quá ba lần. Cái gì mà hai ba lần là người ta hai lần là thông cảm rồi, cái tới ba lần là hết thông cảm. Cho nên tới lần thứ ba bà nói hai lần trước là mình tha thứ rồi. Mà cái lần này mà bữa nay mà không đi đòi nợ mà cái con đạo này nó không trả đó ha. Mày lúc này giận rồi, không có kêu bằng cô, nó kêu bằng con à. Là quánh sức đầu tóc mượn à. Dạ. Quỳnh Úc đại diện cho buổi lễ tránh kỷ niệm chúng cơ đáo lệ thường niên cho người thân hôm nay. Kính thưa quý cô bác đại diện cho hội đồng gia quyến, kính thưa các bậc lão thành, các bậc cao minh cao đồ của tổ thầy kính yêu và toàn cả quý cô bác, chúng ta khi đã sinh ra từ thở bé đến lúc trưởng thành thì trong khoảng Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về Tam Bảo Phật Đài chỉnh lệ kính Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về chân dân Đức Thầy chỉnh lễ Đức Thầy kính Nam Mô A Di Đà Phật và kính mời quý vị trên trước bàn thi cuối kính dâng hương trước cổ quyền cầu dân thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm đáo lại tường niên cho thân phụ của Quý Núc. Gia đình con cháu đã biết được bổn phận hiếu đạo nên nhân ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm có thiết lập mâm chay phẩm để dâng cúng cho ông và cổ quyền thất tổ. Vậy cung thỉnh ông Nam Mô A Di Đà Phật và cung thỉnh quý vị đồng đứng lên và cung thỉnh quý vị quỳ cùng thắp hương đưa linh trắng thành tâm cầu nguyện. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Dậu và thoát chốn mê đồ giảng sanh liền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Và cúng lại Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho trở thành quý vị đồng lễ lại. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Và dạ, bốn lại hiệp gì đã xong kính mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Dậu và cụ quyền thất tổ. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và dạ, cung thỉnh quý vị đồng lễ lại. Chí tâm đảnh lễ đảnh Nam mô. Còn nhớ
những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yên, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yên.